khi thế giới quá nhiều sự cám dỗ và chúng ta không thể vượt qua. Vòng xoáy cơm áo gạo tiền cứ từng ngày bắt kịp những hy vọng mỏng manh của chúng ta. Và tương lai của chúng ta sẽ thế nào đây? Bạn biết như thế nào không? Tôi cảm thấy rất là mệt mỏi. Tôi cần sự bình yên, sự bình yên, sự bình yên, sự bình yên.